đốc. Ở đây không phải là công ty, mà anh cũng không phải là nhân viên của Phượng đâu. Vậy như tôi và cô đâu có gì để nói. Anh Khương, đã 2 tháng rồi, 2 tháng vất vả chạy lo từng miếng cơm manh áo, anh vẫn không hối hận về quyết định thôi việc của anh sao? Khi quyết định chuyện gì, tôi chắc chắn không có gì hối hận. Nhất là quyết định đó làm sao lương tâm mình trong sạch hơn. Bộ tình yêu của em làm cho tâm hồn anh dơ bẩn lắm hay sao mà anh khinh bỉ tình yêu của em đến như vậy hả? Nếu đó là tình cảm chân thành dành cho tôi cũng chỉ biết cảm ơn và từ chối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là mục tiêu mà tôi quyết lòng chiếm giữ. Có lẽ đời tôi luôn luôn thành đạt, nên cô không chấp nhận cho mình một sự thất bại dù trong tình yêu. Cô muốn chiếm được tôi cho thỏa lòng hiếu thắng, rồi sẽ bỏ với nhau tình nồng cháy bây giờ. Có điều chắc chắn rằng cô không hiểu được tình yêu trong đó là một sự hy sinh vượt qua khỏi thường tình chiếm hụt. Một kẻ muốn sống tâm hồn đầy ganh tị thì thử hỏi làm gì thật sự có tình yêu. Anh Khương, anh không được xuyên tạc tình yêu của em. Không phải xuyên tạc mà đó là sự thật. Tôi không là mục tiêu của cô, thiếu luôn tình cảm đâu có Phượng à. Nhưng em tin có ngày em sẽ chiếm hữu được anh. Chào anh. Chào cô. Kìa, cô tới đây làm gì nữa? Tôi và cô đâu còn chuyện gì để nói. Coi kìa, anh thù ghét em đến vậy sao hả Hương? Xin lỗi ạ, tôi không có thói quen thù ghét kẻ qua đường. Vậy thì tại sao không muốn trò chuyện với em? Có gì đáng nói giữa hai kẻ không thân quen? Vậy thì em là kẻ qua đường, muốn nhờ anh sửa hộ chiếc xe nè, có được không? Sẵn sàng thôi. Xe của cô đâu có hư hại gì đâu. Không có gì à? Vậy thì... Rồi, bây giờ có rồi đó. Anh sửa xe lại cho em đi. Sao cô làm gì kỳ vậy? À, hay là anh cũng không muốn sửa xe. Nếu vậy thì lạ quá mà. Đã xem nhau như kẻ lạ. Cô đừng làm những trò lố mịch tại đây. Anh Khương, một bà giám đốc giàu sáng bước đến vỉa hè giáng sinh tình yêu của một chàng giá xe nghèo mặt, thì thử hỏi đó là gì nếu không phải là tình yêu bao ngày ấm ôm trong lòng. Trái tim em từ lâu đã trao về anh. Ước
xin cô đừng tô vẽ những màu sắc chim vúa xa hoa lên sự ích kỷ nhỏ nhen, rồi đặt tên cho nó là tình yêu say đắm. Cô tự dẫm chân vào tận cùng hố thâm, rồi tự lừa dối bản thân bằng giấc mộng tình. Tình ai hay sao? Chẳng qua tôi là món quà chót để ở trên cao, nên cô quyết tâm chiếm giữ mình. Dằn mắt lưới tình để quyến rũ người ta, chỉ nhận lấy xót xa và bao niềm ca. Tự chịu đựng có giới hạn, anh đừng nhẫn tâm mà dặn bừa lớn tớn ra. Những lời nói kiêu căng đạo đức, ánh mắt lạnh lùng miệt thị của anh đã làm cho tình yêu phải cúi đầu gục dưới thế